Cô Chi và Vũ Hoàng xin kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 với các tin tức đáng chú ý trong ngày. Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức phản đối Trung Quốc xâm nhập lãnh hải. Cuộc đình công của công nhân ở Đồng Nai biến thành biểu tình phản đối công an. Kính thưa quý vị, tiếp theo sau việc gặp nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối Hải quân Trung Quốc tập trận tại Trường Sa, Hôm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo chính thức phản đối hành động này của phía Trung Quốc. Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, đồng thời kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hành động làm phức tạp thêm tình hình. Sự va chạm về ngoại giao xảy ra từ hôm thứ tư sau khi hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc đưa tin, một hạm đội tàu hộ tống của Trung Quốc đã tiến hành diễn tập chống cướp biển vào ngày 24 tháng 2 gần quần đảo trong vùng tranh chấp này. 5.000 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh Mát Việt Nam do người Hàn Quốc làm chủ, đóng tại khu chế xuất Bào Xéo, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai tiếp tục đình công, yêu cầu chủ nhân trả lương và tiền thưởng Tết. Theo tin của Báo Lao động, cuộc đình công bắt đầu từ hôm 28 tháng 2 vừa qua, công nhân đã đề nghị công đoàn can thiệp buộc công ty này phải trả tiền lương tháng của 2 tháng đầu năm 2011 và tiền thưởng Tết vừa qua. Ngoài ra, công nhân còn yêu cầu công ty phải nâng cao chất lượng suất ăn, xử lý môi trường khu vực làm việc để giảm ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Tin cho hay, trong lúc các yêu sách của công nhân chưa được giải quyết thỏa đáng, phía công an Tràng Bom lại bắt giữ một số lãnh đạo công nhân. Đến ngày 1 tháng 3, hàng ngàn công nhân đã kéo đến biểu tình trước trụ sở công an đòi thả người. Nhật Bản sẽ tài trợ cho Việt Nam gần 6 tỷ 100 triệu đô la để thực hiện một dự án sân bay quốc tế lớn nhất Đông Nam Á ở miền Nam và một hải cảng ở miền Bắc cùng một số chi phí khác. Nhật báo Nikkei dẫn các nguồn tin liên quan cho biết, chính phủ Nhật sẽ sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức ODA và vốn đầu tư từ các doanh nghiệp tư nhân để tài trợ cho hai dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, đó là sân bay quốc tế Long Thành và cảng Lạch huyện. Dự án sân bay Long Thành có tổng kinh phí đầu tư gần 3 tỷ 700 triệu đô la và dự án cảng Lạch huyện cần 1 tỷ 700 triệu đô la. Bộ Thương mại Mỹ vừa ra thông báo thuế chống bán phá giá tôm xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ được xét giảm. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết như vậy vào ngày hôm nay. Theo kết quả đợt xem xét hành chính, thuế chống bán phá giá lần thứ 5 của Bộ Thương mại Mỹ, doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hoàn lại một phần thuế đã tạm tính trước đó. Hiện có 29 công ty trong danh sách được giảm thuế xuống còn 1,52%. Ngoài ra, có một công ty được giảm thuế xuống mức thấp nhất là 0%. Kết quả của đợt xem xét hành chính này được áp dụng trong vòng một năm, tính đến cuối tháng 1 năm ngoái 2010. Hải quân Nam Hàn sáng nay bắn bị thương một thủy thủ và bắt giữ tất cả 11 người Trung Quốc đánh cá trái phép trong vùng biển Nam Hàn. Vụ việc mới xảy ra tại vùng biển cách huyện Tây An của Nam Hàn chừng 100 cây số về hướng Tây Nam. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự kiện như vậy. Các viên chức Nam Hàn cho biết, Hải quân Nam Hàn chặn giữ một tàu đánh cá của Trung Quốc trọng tải 300 tấn và một chiếc thuyền nhỏ hơn trong lãnh hải Nam Hàn. Khi binh sĩ Tuần Duyên lên tàu để khám xét, thì bị thủy thủ của chiếc tàu dùng vỏ khí chống cự, gây thương tích cho một sĩ quan Nam Hàng. Binh sĩ Nam Hàng nổ súng phản ứng, khiến một thủy thủ Trung Quốc bị thương. Cả hai đều không bị nguy hiểm đến tính mạng. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình truyền hình của chúng tôi đều được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com/gạch chéo Vietnamese quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ www.vietnamese.rfa.org Quỳnh Chi và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.